câu hỏi này. Cái mic này giọng nó không hay vào cái mic kia. Ấy, giọng không hay mà lại vào cái câu hỏi như thế này thì không được. Alo. Ấy, là ấm áp như này thì em thấy giọng chị có hay không? Em thấy giọng chị có hay không nào? Giọng chị lúc nào cũng hay. Đấy, thế em phải nói cho người ta biết. Chứ bây giờ chị sao tự nói với bản thân mình được? Giọng chị nói hay, đúng không? Bao nhiêu bài học hát live nó khác chị. Bao nhiêu bài học từ tiền nhân rồi là mình không muốn được nói về mình, phải để cho người khác cảm nhận. Thế bây giờ em ý em là em đại diện cho những người khác đúng không? Đấy, bây giờ chị kể cho em một câu chuyện như thế này thôi này. Chị có hai đôi chân, may mắn rằng là bố mẹ chị sinh ra để chị biết đi. Thế chị có thể đi được này. Thế ngày hôm đấy trời nó mưa, thế chị mới bước ra khỏi nhà. Thế lúc này có một đám người ở kia rất là đông. Thế mới thấy là chị trượt chân, chị ngã. Và họ bảo chị không biết đi. Thế còn ý kiến của em thì sao? Chị có biết đi hay không? Dạ có. Đấy là câu trả lời cho câu chị có biết hát hay không? Thực ra là như thế này, ngày hôm nay chị sẽ nói về Vietnam Miss Concert thôi. Bởi vì nói thật là chị cũng đoán được em. Chị đoán chắc chắn lúc này là em sẽ hỏi cái câu này. Nên chị cũng nghĩ là bây giờ thì chị cũng đàng hoàng mà em. Chị cũng không có cái vấn đề gì để mà chị trả lời không đàng hoàng với câu hỏi này được. Thế thứ nhất là có những cái khía cạnh với nhau là có những cái chuyện riêng thì chị sẽ không thể trả lời trong cái concert này được. Đấy, cái cảm xúc cá nhân của chị thì chị không có thể nói được ở đây, bởi vì đấy là không phải cảm xúc dành cho Vietnam Miss Concert. Đấy, bây giờ chị chỉ nói về cái câu chuyện là cuộc đời của chị đã đi qua và gặp rất nhiều người tốt lẫn không tốt. Thế bây giờ chị hỏi em một câu thôi. Thế nhưng mà ai đó nói với một người mà đã đối xử với em rất tốt đi, thế thì em sẽ lựa chọn như thế nào? Em sẽ nhìn vào hành động của họ dành cho mình hay em sẽ như nào? Chị không muốn nói đúng sai ở đây nha em. Chị chỉ nói về tình người với nhau thôi. Mọi thứ vận hành trong cuộc đời này ấy, con người có thể xấu đi, tệ đi hoặc tốt lên ấy, là giữa tình người với nhau mà mình phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu như thế nào thì bản thân chị không chỉ trả lời hôm nay được. Thì chị biết rằng là chị sẽ không nói về vai trò của bất kỳ ai nữa trong Vietnam Miss Concert, nhưng chị chỉ nói là tất cả những cái người mà có tài năng mà đã ở cạnh chị ở những lúc chị khó khăn nhất, mình chậm lại vài nhịp đi em, mình chậm lại vài nhịp đi, mình để cho người ta sống với em ha. Chị cũng nói với em luôn là giám đốc âm nhạc hay là tất cả các vị trí thì nó có ở trong thông cáo báo chí rồi. Đấy, bây giờ chị trả lời lại là đây: cố vấn giám đốc sáng tạo sân khấu Dennis Đặng, đại diện sân khấu là chị Vân Tuân, đề táp là giám đốc âm nhạc, chị là người trình diễn. Đấy, anh cô Hoàng cô là lo về phục trang outfit, cái cao ai là về những hình ảnh như em xem, chị Ngào Anh Thư sẽ là lo phần hình, ghi hình lại để sau này mà mình giữ làm kỷ niệm cho nhau đấy, kiểu như vậy đấy. Còn tổng đạo diễn á là chị. Và Mai Tonic. Bởi vì mình không phải sống một mình được đâu. Mình sống mà đây lần đầu tiên mình làm show, mình cũng chẳng muốn nói cái gì cả, bởi vì cái show nó nói lên mọi thứ, chứ bây giờ mình nói hết rồi, nhớ cái show nó không ra gì thì mình chẳng có đường lui ấy. Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là nếu mà đường lui kiểu đấy thì nó cũng chán. Thế cho nên là mình đã làm là phải làm hết sức, làm hết mình. Và chị mong là các anh em ở Việt Nam mình, Vietnamese mà, chúng ta đều là người Việt Nam đúng không ạ? Và mong rằng là có gì thì bảo ban nhau, yêu thương nhau và cùng nhau đi lên. Đấy là cái điều mà bọn mình luôn mong muốn điều đấy. Và tất cả những gương mặt ở đây thì đều với mình hết rồi.
Bình thường nhá, em kể cho chị nghe một cái vấn đề như thế này là em đang mặc bộ gì ra đường ấy mà em thấy ai đang thích ấy, em sẽ bảo chờ tí đổi áo không? Em sẵn sàng đổi cái áo của em cho chị. Chị có đổi không? Rồi. Nhưng đấy là nói vui thôi, còn với chị Trang thì rõ ràng là còn với chị Trang thì tại như này, nó phải là trân trọng như này. Đấy là cái điều đó cũng là cái điều mà em cũng muốn chia sẻ ngày hôm nay với tất cả những quý khán giả, những người mà đến Việt Nam Miss Concert vào ngày 29 tháng 9 hôm tới thì họ sẽ được những cái phần quà tặng, cái benefit mà em nghĩ rằng là hiếm có một cái show nào. Hiếm thôi nha. Tại vì em không chắc là mình có nhiều nghiên cứu đến thế. Nhưng mà em tự hào về những cái điều mà ekip, đồng đội, các anh em đã cố gắng để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khán giả. Ở đây là nói trên mặt trận benefit, còn hôm đấy đến thì mọi người sẽ trải nghiệm sau. Em cũng rất là học hỏi, cầu tiến và cầu toàn để nếu có cái gì đó nó chưa ưng ý thì mọi người cứ nói lại với em. Nhưng mà nói nhẹ nhàng, đừng có giật tít lên chị Trang là được. Đấy. Thì mọi người sẽ có light stick chắc chắn rồi. Những chiếc light stick. Sau đó mọi người sẽ có áo. Chị Trang chắc chắn sẽ có áo. Chị Trang cũng sẽ không sợ bị đói vì mình có bánh trung thu Kido. Đấy. Sau này mình sẽ có nước uống nữa. Và mình sẽ cùng hòa vào nhau một dòng năng lượng rất là tích cực của ngày hôm đấy. Cho nên là cái áo này cũng là một thứ mà em nghĩ rằng ngày hôm đấy em mong rằng là nếu mà nó có chị Trang phải thay ngay hôm đấy nhá. Thay ngay hôm đấy cùng với em nhá.